Trong chương trình siêu thị nhà đất ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng dự án căn hộ cao cấp Ngọc Lan tại phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án tọa lạc tại một trong những quần thể khu dân cư phát triển và sầm uất nhất hiện nay trên địa bàn thành phố, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu dân cư Phú Mỹ và nối liền trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 và quận 9. Căn hộ cao cấp Ngọc Lan do công ty Savimex và EVN Land đầu tư xây dựng trên khuôn viên rộng 5.442 m², cao 18 tầng với 275 căn hộ, có diện tích từ 53 đến 204 m². Trong công trình có đầy đủ các tiện ích đảm bảo một môi trường sống phong phú và thuận tiện như hồ bơi, siêu thị, nhà hàng, trung tâm thẻ ATM, truyền hình cáp, internet. Dự án cũng được lắp đặt đầy đủ hệ thống báo cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, hệ thống an ninh, hệ thống thang máy tốc độ cao. Dự án căn hộ cao cấp Ngọc Lan có sự tham gia của hai công ty nước ngoài có uy tín là công ty tư vấn thiết kế MIA và công ty Bachi Solatanki của Pháp thi công nền móng. Ngoài ra, cư dân nơi đây còn được tận hưởng cảnh quan thiên nhiên trong lành xung quanh như công viên sinh thái Mũi Đèn Đỏ rộng 100 hectare, sông Sài Gòn thơ mộng, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Đại học Remit, Bệnh viện SV, Trung tâm Thương mại Paragon. Dự án căn hộ cao cấp Ngọc Lan đang nhận đặt chỗ và chính thức mở bán đợt 2 vào tháng 12 năm 2010. Mọi sự quan tâm về dự án, khách hàng có thể liên hệ sàn giao dịch bất động sản Đất Xanh Tây Nam, số 299 đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 083 826 6366, hotline 0937 230 299.